Xin kính chào bà con, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Hôm nay trại giống Hòa Bình xin giới thiệu với bà con và các bạn để cách mà chúng ta dùng cái cây chuối để làm thức ăn cho chim chỉ. Và trước mặt bà con và các bạn, đó là cái đàn chim chỉ của mình được 1 tháng rưỡi tuổi. Đàn chim này hiện tại cái phía trước của bà con đó là mình đang dùng cái cây chuối đó. Bà con nhìn kỹ nhé. Đây là cái cây chuối bà con ạ. Này, cái cây chuối mình thái nhỏ ra, sau đó mình trộn một ít cái bê cơm lếch này. Con này có bê cơm lếch bà con ạ. Và bột ngô đó. Và mình chỉ như thế này thôi. Mình cho chim ăn trực tiếp như thế này. Đó. Đây, bà con này, nhìn đúng không ạ? Mình nói lại là ở đây là gồm có cây chuối này, mình thái nhỏ này. Đó, mình thái nhỏ, mình bóp này, mình bóp nhìn này. Nó rất là mềm bà con ạ. Đó. Mình cho bột ngô nhá bà con nhá. Mình cho bột ngô và bê cơm lếch vào. Đó. Các ngăn khác mình cũng làm tương tự bà con ạ. Lúc nãy mình mang là một lưng này. Đó, mình cho hết tất cả chim của mình ăn. Chim là rất là thích bà con ạ. Cái chuối nó có rất là mát, bởi vì là cái lượng nước trong cái chuối nó nhiều. Đấy. Về thành phần dinh dưỡng của cây chuối và cây ngô, bà con có thể tham khảo ở trong cái bảng thành phần dinh dưỡng của Việt Nam ấy. Đó, thì bà con có thể lên đấy và xem. Đấy. Ngô và cây chuối nói chung cho chim, gà, lợn bảo ăn thì nó rất là tốt rồi. Bà con cũng có thể cho một ít cám vào trong đó luôn bà con ạ. Như thế cũng rất là tốt cho chim. Nhưng mà ở đây thì mình không cho cám. Vì mình lại cho cám riêng ở ngoài này. Đây là cám mình để riêng. Đó. Cái nước mình cho chim uống này. Cái nước này mình cũng cho bê cơm lếch bà con ạ. Đó, mình cũng cho bê cơm lếch vào đây. Mình bổ sung dinh dưỡng vào đây. Như ở trang trại mình thì mình tính là ví dụ như là cây chuối này mọi người ạ, cái đoạn này mình lấy khoảng 50 phân thôi, 50 phân của cây chuối bé bé thôi mọi người ạ. Đó. Chỗ này mình cho là gồm 100 con ăn. Mình để cái cây chuối với lại cái bột ngô vào đấy, nó không thèm ăn cái cám luôn mọi người ạ. Nó lại cứ bâu vào đấy mà ăn thôi. Đây này. Còn đây là cái cám của mình này, thấy không? Nó không ăn một tí nào luôn. Nó lại cứ bâu xong bên này ăn. Hôm thì mình cho ăn cây chuối, hôm thì mình cho ăn rau muống. Rau muống thì mình cũng băm ra. Đó. Mình cũng băm ra cái đây, cái đoạn già thì mình lại cho chim to ăn. Còn là lá với ngọn non thì mình lại cho chim bé ăn. Nuôi chim rất là đơn giản đó mọi người ạ. Thức ăn cũng dễ dàng kiếm. Cây chuối thì bà con cũng kiếm rất là dễ, bà con cũng trồng cũng rất là dễ. Nếu bà con có nhu cầu tham quan để học hỏi thì bà con có thể tìm về địa chỉ trại giống Hòa Bình ở ngoài Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình. Hoặc bà con có thể tìm kiếm trên Google Maps thì Google sẽ chỉ đường cho bà con và các bạn đến trại giống Hòa Bình. Nếu bà con muốn tìm hiểu về cái kinh nghiệm chăn nuôi chim chỉ thì bà con có thể gọi điện qua số điện thoại 0837 655 017. Mình sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn. Cảm ơn bà con đã xem video. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.